tình cứng, tình cứng. Bài gì vậy? Bài đó tên gì vậy? À, không biết. Bài gì có thể theo ai chia sẻ dạ. Rồi chia sẻ đi anh em. Nay quay phim như thế nào? Anh mở nắp ròn là đi ngó coi ở trong có gì. Nếu không có gì thì anh đóng nắp son lại đi. Tăng 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 tăng. Anh Dũng, anh Dũng nhỏ xích vô lỡ quay chúng kinh thơ sư phụ em về em ghi cái xài là trai đẹp rồi cái bên không chị kiến đen à, kiến đen không chịu con kiến vàng đẻ đổ chết luôn à. Về đâu khi dài dặm muốn bước từng chung đời mộng về đâu khi dài dặm khép kín về đâu khi đâu mày bao nhiêu người rồi? 10 người. Ngày em ra đi em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông cho tháng năm. Fan tới em ơi. Đôi tay hôm nào dịu nhau. Cố lên em ơi, cố lên. Sao rồi? Nữa vài nữa đi. Uống nước không? Uống nước không? Mua chai nước uống nè. Bài con gì sẽ để bay gì bay em đi á. Anh lấy cây bông đi. Sớm thôi. Đúng rồi, con sẽ về sớm thôi. Thôi bài đó để trong phim rồi hát cái đó đừng đi rồi. Hát đời là lắm mà nghe. Đó cái đó không gọi bao được. Lấy cây bông nè. Lấy cây bông hát rồi. Tử Bạc Liêu. Trại giam đồng phố bao chàng trai rớt vô đây. Thằng bé ngồi bóng thằng trong nam cũng vô đây. Các miền quê đó đây. Một đại ca ngồi bóng cũng vô đây chung khóa này. Thằng thua vô cơm đâm bà kia cướp đi lắm. Thằng chuyên lừa đảo thằng thì chuyên
mệt chưa em? Mệt rồi. Ủa sao không quay mà livestream vậy? Ta đang quay nè. Hello mọi người. Mọi người nhớ subscribe kênh Na Liêu Thánh Đường Nhạc Chế nha. Na Liêu Thánh Đường Nhạc Chế. Bắt bú phim nha. Bắt hát quậy nha. Rồi trả tiền cắt xe 10 triệu em đi về. Chưa đủ nửa tiếng mà 10 triệu gì. Mới có 6 phút à. Hợp đồng luôn đại chống tên em. Hợp đồng luôn đại chống tên em là sao? Đại chống tên em là không, hợp đồng đại chống đi điện tên em vô. Không, giờ ai hát thì em gọi cho nghe nè, em hát ngoài mệt quá. Ai hát đi. Bây giờ hát bài cái gì bài này chỉ con Dũng thôi. Cái bài gì không phải nhạc chế, nhạc trẻ. Cái bài giờ của ông Hoa Vinh đang cái gì đừng nhắc gì đừng quên tên anh. Đừng quên tên em. Người khi mau la sóng gió. Đừng quên tên anh. Đừng quên đôi môi anh mất. Bài đã chế được không? Bài đã chế được. Má mà em ca gì vậy? Ca nữa nào. Ông em yêu anh dạ. Em ca gì em nghĩ hết luôn rồi chứ ca. Sao chọ? Sao thế? Cái giọng của nó lai giữa bolero với nhạc trẻ. Vui à, nghe. Cải lương. Trời là lắm mà nghe. Nó còn lai chim á. Trần Giang đồng ban coi Trần ăn dép là đàn. Thôi hạch tâm mũi đi. Sương do bu đời ta. Kem gai cái không rắp được. Không gõ bao được. Nhạc cái này là chỉ có dành cho cải lương thôi. Rồi chào mọi người đi về. Chào mọi người. Mọi người nhớ subscribe kênh của Na. Đừng có subscribe kênh của Thơm. Cái gì của Thiên offline. Nó bốn của Na đó. Thánh nữ nhạc chế. Đúng rồi. Na Liêu Thánh nữ nhạc chế. Mọi người biết subscribe kênh Na Liêu Thánh nữ nhạc chế. Và nhớ theo dõi Facebook của Liêu Nana nha. Thì theo dõi Facebook của Thiên offline đi.